chương 23 Tuy Lâm và Giang Thanh Dịch Tài Hiểu Ninh tươi cười hớn hở Tiễn Lý chân chân ra cổng chính Cho đến khi bóng dáng Lý chân chân biến mất Nét tươi cười trên mặt bà hoàn toàn biến mất Ánh mắt bà hơi híp lại Tỏa ra mùi nguy hiểm Sau khi về đến phòng khách Bà vươn tay gạt bàn trà Tất cả những thứ trên mặt bàn rơi xuống đất Tiếng choảng quanh quần khắp phòng Mấy người giúp việc bị dọa đến mức choáng váng Tài yêu Ninh không thể biểu đạt được ra nỗi bực dọc trong lòng như trước. Sắc mặt vừa khó coi vừa dọa người. Vốn bà là người phụ nữ vô cùng giỏi giang. Giờ phút này tỏa ra sự tức giận của nữ vương khiến cho người ta không dám đến gần. Bà đảo mắt nhìn thoáng qua đám người giúp việc. còn không dọn đi, cần tôi dạy nữa à? Người giúp việc lập tức vội vàng dọn dẹp những thứ vỡ bừa bãi trên mặt đất. Chỉ một lát, mặt sàn sạch sẽ như mới, hoàn toàn không làm người ta lên tưởng trước đó từng xảy ra chuyện gì trước đó tả hiểu ninh ngồi đây trò chuyện với lý chân chân lý chân chân là con gái duy nhất của tập đoàn lý thị tuy nhà họ lý không được tính là thế gia vọng tộc nhưng người cầm quyền nhà họ lý và chu duy hòa là bạn học kiêm bạn tốt hồ nước này đã được định từ lâu chỉ là chuyện đấy chỉ nói ngoài miệng sau khi con cái hai bên trưởng thành mọi người nhắc lại chuyện ấy tả hiểu ninh vừa ý nhà họ lý ở điểm Tuy họ không được tính là gia đình có gia thế nhất, có gia tài nhất Nhưng hai người già nhà họ Lý vô cùng yêu thương con gái nhà họ Chỉ cần Lý Trân Trân kết hôn cùng Thanh Viễn Nhà họ Lý nhất định sẽ toàn lực phụ tá Thanh Viễn Đạo lý này cũng giống như việc gả cho người đàn ông chỉ có 100 vạn nhưng sẵn lòng cho bạn 100 vạn còn tốt hơn so với việc gả cho người đàn ông có ngàn vạn nhưng chẳng bằng lòng cho bạn đồng nào. Vì thế Tà Hiểu Ninh tự nhiên cực lực thúc đẩy của hôn nhân Nhưng vậy mà lại xuất hiện chuyện rắc rối Thành Viễn mang cô gái kia về Hiện giờ không dễ dàng mới thu xếp sự tình Thành Viễn bắt đầu quay về công ty làm việc Cơm ăn đúng giờ, sức khỏe người trẻ tuổi khôi phục rất nhanh Xem chừng tất cả đi đúng theo quỹ đạo Nếu không phải hôm nay Lý Trân Trân đến đây Bây giờ Tà Hiếu Ninh chẳng hay biết gì Ý của Lý Trân Trân rất đơn giản rõ ràng Giang Thanh Viễn đã tự mình đi tìm cô Nói rõ Anh đã có cô gái mà mình thích Sẽ không kết hôn với cô Hy vọng cô tôn trọng sự lựa chọn của anh Hồ sự giữa nhà họ Giang và nhà họ Lý Bản thân anh sẽ không đồng ý Hơn nữa anh hy vọng cô đừng lãng phí thời gian trên người anh Bảo cô đi tìm tình yêu thực sự thuộc về mình Lý chân chân đến đây Chính là tự đến hỏi người nhà họ Giang Thế này rốt cuộc là ý của Giang Thanh Viễn Hay là ý của nhà họ Giang bọn họ nếu là ý của nhà họ Giang Vậy Lý chân chân cô cũng sẽ không bám lấy Giang Thanh Viễn không buông Hai nhà giải trừ hôn ước này trong hòa bình Thầy Hiểu Ninh đương nhiên cười nói với Lý chân chân Đó thực sự là Thanh Viễn nhất thời bị quỷ ám Làm mê muội đầu óc Bị thế giới phồn hoa bên ngoài làm mở mắt Chờ nó nghĩ thông suốt Nhất định sẽ biết được sự tốt đẹp của con Lý chân chân nghe đến đấy Sắc mặt dễ coi hơn rất nhiều ta hiểu ninh ở trong cái vòng luẩn quẩn này nhiều năm như vậy, sao có thể không biết được suy nghĩ thực sự của lý chân chân? nếu lý chân chân thực sự tiếp thu lời giang thanh viễn, chuyện đầu tiên làm sẽ không phải là tới nhà họ giang xác định thái độ của họ, mà là về nhà náo loạn với bố mẹ một trận, lấy thái độ của hai ông bà nhà họ lý hôn sự này có lẽ không thành. nhưng lý chân chân tới nhà họ giang trước, điều này cũng biến thành nói với họ, con trai họ dường như không có suy nghĩ giống cô cần họ làm gì đó mới được. bởi vậy tài hiểu ninh rất rõ ràng lý chân chân chắc chắn bằng lòng với hôn sự này. nếu không sau khi xảy ra chuyện như vậy cũng sẽ không tới đây như cũ. nếu nhà họ lý bên kia không có gì thay đổi. đôi mắt tài hiểu ninh khựng lại. chỗ con trai bà bên này tuyệt đối không thể xuất hiện biến hóa gì tuyệt đối. bà hừ lạnh một tiếng vốn nghĩ rằng cô gái kết thức thời mới có thể để cô ta đến khuyên thanh viễn hiện giờ xem ra vốn là đi con đường ngoằn ngoèo mà thôi trước làm thanh viễn không bị họ trói buộc sau lại khiến hôn sự thanh viễn và nhà họ lý bị giải trừ thực đúng là một cô gái tâm cơ thâm sâu đừng nói hôn sự với nhà họ lý không khả năng có biến cho dù có biến tài Hiếu ninh bà cũng sẽ không chấp nhận một cô gái như vậy sau khi trở về giang thanh viễn phát hiện sắc mặt mẹ mình không đúng lắm mẹ à mẹ sao thế vì chuyện lúc trước có thể giang thanh viễn gầy sọc hẳn đi người càng thêm thon dài thiếu chút nữa cảm giác ôn nhu như ngọc tà hiếu ninh thở dài thanh viễn à mấy ngày nay con có đi gặp chân chân không giang thanh viễn nhíu mày sao thế ạ à? cô ấy đã tới vừa thấy vẻ mặt con trai tà hiếu ninh đã biết nếu bà gật đầu con trai nhất định chán ghét chân chân nó sẽ cảm thấy chân chân nhanh vậy đã đến than phiền đừng nói là có hảo cảm với chân chân cảm giác chắc chắn ngày càng tệ tại hiểu ninh lắc đầu vừa rồi dì lý của con gọi điện cho mẹ nói chân chân tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống cũng không biết làm sao thành viễn dù sao con cũng là vị hôn phu của chân chân thăm chân chân một chút có làm sao mặc kệ xảy ra chuyện gì an ủi con bé một chút Thiếu nữ trẻ mà con Rất nhiều người khó tránh bụng dạ hẹp hòi Tài Hiểu Ninh nhìn về mặt con trai Quả nhiên nó có vài phần xấu hổ Sau mấy giây trầm mặc thì gật đầu Như vậy Nó nhất định sẽ nghĩ tình trạng bây giờ của chân chân là do nó Đứa con này của bà Sao lòng dạ không quá cứng rắn Nhất là nó sẽ không làm chuyện có lỗi với người khác Giang Thành Viễn thay quần áo xong Đi ra cửa Tài Hiểu Ninh híp mắt gọi điện cho Lý Trân Trân Thôi miệng nói với Lý Trân Trân vài đặc điểm của con trai Đừng chơi trò cứng rắn với nó, phải mềm mỏng Càng yếu đuối, nó càng không nhẫn tâm được Mấy ngày nay công việc tôi Lâm cũng không thuận lợi Cột giao hẹn đến đúng ngày vào thời gian quay chụp Đối phương đều tỏ ý rằng họ đã tuyển được người khác Không có ý định hợp tác với cô Chỗ có ký hợp đồng đều tỏ ý sẵn sàng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng hơn nữa trả thù lao vô cùng hậu hĩnh chỗ không ký hợp đồng sau khi thanh toán toàn bộ tiền công thời gian trước một lần trực tiếp bảo cô rời đi một hàng người mẫu đông như vậy cạnh tranh cũng rất lớn chỉ là cô không ngờ rằng sẽ có chuyện như thế nếu chỉ là một đơn vị quảng cáo cô sẽ không nghĩ nhiều nhưng chỗ nào cũng vậy điều đó khiến người ta hoài nghi cô trăm tư không thể hiểu được đó là vì sao hôm nay cũng là tình huống như vậy Đơn vị đó vốn là tạp chí hợp tác rất tốt với cô, nhưng cũng không tiếp tục hợp tác cùng cô nữa. Hôm nay cô định đến đây ký hợp đồng, thời gian trước tạp chí tương đối bận, hợp đồng không sửa đổi gì. Hôm nay cô muốn đến hỏi tình hình một chút. Kết quả nhận được tin tạp chí này tuyển được một người mẫu, khí chất càng phù hợp với tạp chí này hơn, tỏ ý kín đáo rằng sẽ không hợp tác với cô nữa. Không ai có ý định nói với cô là vì sao. Lúc cô rời đi, vị tiểu thiếu gia đó cũng vừa tới. Đó là một cô gái diện mạo bình thường nhưng vô cùng lạc quan. Loại lạc quan này có thể chui ra từ mỗi một tế bào trên người cô ấy. Tôi lầm thích người như vậy. Quý Lam Diệc, một tác giả có chút danh tiếng, viết mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân phổ biến rất rộng trong giới học sinh. Lúc trước chính là Quý Lam Diệc nhìn chúng cô. Quý Lam Diệc đi về phía cô, không phải em đắc tội với ai chứ ủy làm việc vỗ vỗ bả vai cô Ngẫm kỹ lại xem nào Có vài người dù không được coi như nhân vật vô cùng lớn gì đấy Nhưng lạc đà gầy cũng còn lớn hơn ngựa Tôi lầm nghe vậy nhíu mày Cô thực sự không cảm thấy mình đã đắc tội ai Chỉ là xem ý của Úy Lam Diệt Vậy là có người cố ý nhắm vào cô Úy Lam Diệt cười Nếu chị có năng lực đấy Chị sẽ giúp em Nhưng chị không có năng lực đó Cảm ơn chị nhé bạn luận như thế nào? Đây là người duy nhất chịu nói thật với cô trong mấy ngày qua. Những lời Úy Lam Diệc nói cũng là thật. Hiện giờ Úy Lam Diệc chỉ là một tác giả nhỏ có chút danh tiếng, nếu tạp chí không có ý định nâng lên, không tuyên truyền, bản thân cô ấy cũng không cách nào. Tôi lầm cười cười với cô ấy rồi mới rời đi. Sau nhiều năm, tôi Lâm nhìn thấy tác giả này nổi tiếng, tiểu thuyết có bộ nào xuất bản bộ ấy? Có bộ nào chuyển thể thành phim bộ ấy? Nhớ lại tất cả những gì xảy ra hôm nay Cô sẽ cười bày tỏ rằng Úy Lam Diệc có trái tim nồng ấm Và thực lực để nổi tiếng Tôi lầm cười cười với cô ấy Rồi mới rời đi Tôi lầm trở lại nhà trọ Bây giờ cô phải tính toán cho kỹ Cuộc sống về sau của mình Tuy rằng nhờ chút phí bồi thường Và vi phạm hợp đồng và thù lao Thì coi như cô có chút vốn liếng nhưng điều này cũng có nghĩa dạo gần đây cô không có việc làm nếu tiếp tục như vậy ngay cả tiền thuê nhà nơi này cô không có đủ sức trả cô phải vừa tiết kiệm vừa nghĩ cách cô xòa xòa chán hiện giờ những người cô quen ở đây không nhiều ngoại trừ những người sẽ không nhằm vào cô chỉ có mẹ của giang thanh viễn như lần trước cô đã đến nhà họ giang nói rõ ràng với giang thanh viễn sao còn xảy ra chuyện thế này nữa cô không nghĩ ra vì thế dứt khoát không nghĩ sau khi tắm xong, cô liền lên giường đánh một giấc. Có vấn đề gì thì để mai giải quyết, dù sao đối với cô mà nói, ngày mai và hôm nay cũng không khác nhau là mấy. Giang Thành Dịch đang ngồi trong phòng làm việc, tay nghịch bút. Anh nhìn thấy phần tài liệu này thì rất khó chịu. Cầm tài liệu, liền đi tìm vị tổng giám đốc điều hành được mời đến đó. Với tài liệu này, hai người tiến hành thảo luận rất lâu trong phòng. Cuối cùng nhất trí quan điểm sau khi trở lại phòng làm việc anh phát hiện di động báo có cuộc gọi nhỡ vì thế anh gọi lại có việc gì thế anh vừa đeo tai nghe bluetooth nghe điện thoại vừa tiếp tục xem tài liệu anh không thể khiến công ty chịu tổn thất gì một vài người vậy mà lại muốn lừa dối giấu giếm anh đã nói mà mấy người già đó đều giữ lại như một đám mọt vậy mà một đám đều cho rằng mình là công thần lớn không ai dám động đến bọn họ Vậy anh để bọn họ nhìn xem Anh có dám động đến họ hay không Không phải anh bảo tôi Phải chú ý nhiều đến cái cô tô đó sao Nghe vậy Giang Thanh Dịch ngồi ngay ngắn Cũng không nhìn đến tài liệu nữa Sao vậy À gần đây cô ấy có thể là gặp chút phiền toái Sao lại như thế Thì mấy thương hiệu thời trang Và tạp chí hợp tác với cô ấy Tất cả dừng hợp tác Anh nhíu mày Đối nhiên xuất hiện tình huống này ư Chắc chắn có nguyên nhân chuyện này chi bằng anh hỏi bác trai bác gái anh đi anh chửi thầm một tiếng nói thẳng đi ít nói lời vô ích thôi à thì bác gái anh đã có lời rồi bà bọn họ không dùng cô tô nữa hơn nữa còn phát ngôn rằng muốn ở thành phố minh giang này phải khiến cô tô không tiếp tục được làm việc gì anh cũng biết đấy một chuyện nhỏ như vậy cho dù là những người có máu mặt thì cũng sẽ sẵn lòng để tình huống chi là mấy người tép diêu ừ tôi biết rồi anh ngắt máy, ngồi trên ghế, một tay chống cằm. Bác gái thế này là lại làm sao? Chuyện lần trước không phải đã giải quyết rồi ư, vậy mà vẫn nhằm vào cô ấy. Hiện giờ cô ấy chỉ một mình, ở đây không có công việc gì, cô ấy phải làm sao? Anh nghĩ đến cơ thể gầy yếu hiện giờ của cô. Tùy đa số các cô gái bây giờ thích dáng người như thế, nhưng anh nhìn các cô gái khác thì sẽ không cảm thấy gì. Nhưng nhìn cô thì lại cảm thấy được. Những năm gần đây cô chắc chắn chịu rất nhiều cực khổ. Giang Thanh Dịch gọi cuộc điện thoại cho Tà Hiểu Ninh, tùy ý hỏi qua tình hình anh họ, lại rất uyển chuyển đề cập chuyện của anh họ và cô gái đó. Tà Hiểu Ninh không giấu giếm anh, trực tiếp nói với anh, họ đều bị bề ngoài của cô gái đó lừa. Cái gì mà đến khuyên Thanh Viễn, hoàn toàn là một kế sách. Bà đã biết người phụ nữ đó là loại tâm cơ thâm sâu tầng tầng lớp lớp, thế mà Thanh Viễn lại cứ bị người phụ nữ đấy lừa gạt. Ở chỗ Tà Hiểu Ninh, Tôi lầm quả thực chính là kẻ mang tội ác tài trời Mặt ngoài nhu nhược nhưng nội tâm độc địa Cố tình mang dáng vẻ Rất dễ nói chuyện Còn đi khuyên bảo Thanh Viễn đừng u mê Thực ra chính là quỷ kế của cô ta Biết Thanh Viễn là kiểu người không dễ từ bỏ Và dễ thấy mắc nợ Nói vậy thì Thanh Viễn đương nhiên Càng không buông bỏ được Vì thế mới làm vậy Cứ vậy Có thể làm người nhà họ giang bọn họ Không ghét cô ta như vậy nữa Đồng thời cũng để Thanh Viễn nắm được quyền để thanh viễn chủ động hủy bỏ hơn ước Cứ như vậy không phải người phụ nữ đó Còn có cơ hội hay sao Giang Thành Dịch nghe bác gái tuôn một chàng Nhịn xuống suy nghĩ muốn tranh luận với bà Trong điện thoại Ngắt máy Tuy rằng nghe xong vẫn nhiều thứ vô nghĩa Nhưng ít nhất anh đã biết được nguyên nhân Tội lâm bị đối xử như vậy Bà gái đó của anh Thực sự tưởng tượng rằng tất cả mọi người đều là kẻ địch Cũng đúng Bà gái anh chính là từng bước Từng bước một đi tiếp như vậy nếu không thì có thể rằng bác gái anh đã không phải tả hiệu ninh anh nhìn di động nghĩ đến tôi lâm giờ phút này đôi mắt anh hơi nhíu lại chuyện này đối với anh mà nói không hẳn không phải chuyện tốt hiện trường tiệc rượu giang thanh dịch bưng chiếc ly đế cao tỉ mỉ quan sát chất lỏng trong ly màu sắc chất lỏng rực rỡ tinh khiết anh nhìn hồi lâu Phái miệng đột nhiên hơi dương lên Ánh mắt anh dừng lại trên người Một đôi nam nữ cách đấy không xa Nó chính xác Người đàn ông và phụ nữ Đang cùng nhau đi về phía sàn nhảy Nơi một bộ phận người cùng khiêu vũ Người đàn ông áo quần bảnh bao Trên người có hơi thở nho nhã Nhìn thì dường như chính là kiểu đàn ông phong độ Mà phụ nữ thường nói Mà người phụ nữ mặc một bộ lễ phục màu vàng nhạt Đồ trang sức tùy ý Nhìn cả người lộ ra hương vị thoải mái không nói đến ngũ quan Người ta cũng sẽ sẵn lòng dừng mắt ở trên người cô Giang Thành Dịch cười Người phụ nữ đó lộ ra mỹ cảm tự nhiên Nhưng từ đầu đến chân cho dù là màu móng tay Cũng đã qua sự lựa chọn, tính toán tỉ mỉ Không có chút gì không hài hòa Biểu hiện sự hoàn mỹ nhất của cô Người phụ nữ này chính là Lý Trân Trân Mà người đàn ông bên cạnh cô là Giang Thanh Viễn giờ phút này giang thanh viễn đang khiêu vũ cùng lý chân chân lý chân chân diện mạo xinh đẹp cho dù là nhìn gần đến vậy cũng không tỉ vết mấy hôm nay tâm tình cô không tốt giang thanh viễn từng đi thăm hỏi một lần sau khi biết tâm trạng cô xuống thấp như vậy là vì mình trong khoảng thời gian ngắn anh không nhắc lại chuyện đấy huống chi sau khi anh nói chuyện hủy bỏ hôn ước lý chân chân không nói gì thậm chí rất tôn trọng ý kiến của anh điều này khiến anh ái náy giang thanh viễn không biết nên nói gì anh xin lỗi lý chân chân lắc đầu anh không có gì là có lỗi với em anh chỉ đang lựa chọn điều mà anh muốn lựa chọn thôi chuyện này không sao em hiểu được anh mà cô càng nói vậy trong lòng giang thanh viễn càng khó chịu chân chân em là cô gái tốt vốn anh muốn nói rồi cô sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn nữa chỉ là lời này nói ra không khỏi quá tổn thương người anh chỉ có thể nuốt xuống cổ họng. Lúc trước, anh nghĩ cô cũng không có suy nghĩ gì với mình, dù sao hôn sự này tất cả đều là bố mẹ hai bên sắp xếp. Tuy hai người là đương sự, nhưng lại bị vây trong trạng thái bị động. Mà biểu hiện đau lòng của cô cho anh biết rằng anh đã tự cho mình là đúng. Nếu cô thực sự không có suy nghĩ gì, sao có thể ưng thuận hôn ước đây? Thôi, anh không cần nói gì, bởi vì em có thể hiểu mà dường như lý chân chân không muốn đề cập đến đề tài này. cô không biết sau này còn có, có cơ hội khiêu vũ cùng anh thế này nữa không. cô nói rất buồn bã, làm giang thanh viễn trong chốc lát có chút phiền muộn. hai người khiêu vũ khi chuyển đến góc nào đấy lý chân chân thấy được giang thanh dịch mà giang thanh dịch cũng nhìn cô. anh dư ly về phía cô hàm nghĩa không nói cũng rõ. lý chân chân là dạng người gì giang thanh dịch rõ ràng cũng không phản cảm. Cô thông minh cũng sẽ dùng thủ đoạn, nhưng dù sao chưa từng hại đến ai, cách từ xấu xa rất xa. Lý Chân Chân cũng cười với Giang Thanh Dịch. Đã từng, kiểu người đàn ông như Giang Thanh Dịch là kiểu đàn ông Lý Chân Chân tán thưởng nhất, có cảm giác thần bí, hơn nữa có thể chơi rất vui, làm việc biết nông sâu. Người đàn ông như thế có sức hấp dẫn mê hoặc người khác. Cô cũng rất thích, chỉ là trong quá trình tiếp xúc cô biết rõ kiểu người đàn ông này giống như loại quần áo đặc biệt bày trong tủ kính, rất nhiều người đều thích, người có thể mua được cũng có, nhưng người thực sự có thể mặc và giữ gìn thì rất hiếm. Vì thế phần lớn mọi người mà nói, đó chính là tiêu phí thời gian, mua kiểu trang phục đắt tiền nhưng không phù hợp với mình. Nếu là lúc trước, Lý Chân Chân quả thực sẽ không coi trọng kiểu đàn ông như Giang Thanh Viễn. Dù rằng thực ra hai người cũng được coi như cùng nhau lớn lên, rất quen thuộc đối phương nhưng trong mắt anh cô là cô gái khôn khéo hợp lòng người nhiệt tâm theo hướng nho nhã yếu ớt trong mắt cô anh là chàng trai ưu tú chính trực nhưng cô rất rõ anh thực sự là chàng trai tỏa sáng như ánh sáng mặt trời mà bản thân cô có lẽ chỉ có thể giả như mặt ngoài khôn khéo hợp lòng người có điều cô cũng coi nhẹ chàng trai như vậy trong mắt cô ngoài học ra thì anh còn gì nữa đây Lúc còn rất nhỏ cô đã bị ảnh hưởng bởi một quyển sách nào đấy. Cô không quá thích kiểu nam sinh này, luôn cảm thấy họ như là trang giấy trắng, giống như rất không tồi, nhưng dùng tay chọc nhẹ thì sẽ rách. Chỉ là tuổi tác tăng lên, cùng với việc mấy năm nay đã nhìn thấy quá nhiều chuyện dơ bẩn rồi thói hư tật xấu của đàn ông. Cô đột nhiên bắt đầu cảm thấy, ưu điểm lớn nhất trên một người đàn ông là có ý thức trách nhiệm. Không có thứ này, có nhiều ưu điểm hơn nữa cũng uổng phí Mà Giang Thanh Viễn vừa khéo có thứ này Vốn cô nghĩ hôn sự này như nước chảy thành sông Vì thế không quá để tâm Hiện giờ lại xuất hiện tình trạng rối loạn Cô cũng không quá đau lòng Cô có sự tự tin Giang Thanh Viễn trung quy chính là chồng cô Giang Thanh Dịch dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn đôi nam nữ đấy Ở trong mắt anh họ rất xứng đôi Nếu thực sự kết hôn thực ra không tồi đây là suy nghĩ thực sự trong lòng anh hơn nữa lý chân chân hoàn toàn có thể tóm được giang thanh viễn không tin cứ mỏi mắt chờ xem giang thanh dịch thực sự cảm thấy mấy thứ tiệc rượu thế này chẳng có chút thú vị cũng giống như mượn cớ để làm chuyện gì đấy đường đường chính chính độ tuổi này của anh vốn nên càng ham thích chuyện như thế này mới phải tiện thể tìm cô gái lọt vào mắt để tiến hành xâm nhập giao lưu một chút nhưng anh lại không có nửa phần hào hứng ngược lại là một người ngoài cuộc mặc sức xem người trong cuộc phát triển tình hình trước kia anh đã từng nghe một quan điểm của một nhóm phụ nữ nói đừng cho rằng tìm đàn ông thì phải tìm kiểu đàn ông rất nghèo nghĩ rằng đàn ông như vậy sẽ trung hậu thành thực trừ phi đời này bạn đều mong anh ta phải trải qua những tháng ngày nghèo khổ nếu không anh ta chỉ giàu lên một chút trước kia chưa từng chơi bời trò gì sẽ muốn thử thậm chí còn chơi nhiều trò hơn người có tiền về sau mà khóc thì cũng không biết tìm ai khóc đâu nếu quan điểm như vậy là chính xác Giang Thanh Dịch cũng rất muốn biết Có phải tất cả tình cảm mãnh liệt và nhiệt huyết Đều đã tiêu hết khi anh còn trẻ Cho nên hiện tại Anh bắt đầu đi trên con đường trầm ổn Mà người khác vẫn nói ư Anh đưa ly rượu lên Lúc này anh nhấp một ngủ Buông ly rượu Anh ra khỏi đại sạch tiệc rượu Sàn diễn vô cùng nhảm chán Đừng hỏi anh vì sao muốn tới đây Bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết Giang thành dịch ngồi hút thuốc trong xe, cho đến khi trong xe đều là mùi khói thuốc không tản đi được, tự nhiên đám mây mù vấn vít. Nếu ai không biết thì có khi còn tưởng xảy ra hỏa hoạn. Anh quên mở cửa kính xe. Mấy năm gần đây anh nghiện thuốc nặng, anh biết nguyên nhân ban đầu mình nghiện thuốc lá, nhưng sau này việc hút thuốc trở thành thói quen. Dường như anh cảm thấy đã đủ, lúc này mở cửa xe xuống, đi lại về phía cổng tiểu khu nơi này anh chỉ đến một lần nhưng nhớ đường vô cùng rõ ràng anh đứng ở ngoài gõ cửa anh cũng không xác định giờ này tôi lâm có nhà không cứ qua đây như vậy thôi có điều hiện giờ cô không có việc làm cô sẽ lại đi đâu có lẽ vẫn là chạy khắp nơi tìm việc ư anh nghĩ đến dáng vẻ cô không ngừng tìm đến người ta rồi bị từ chối hết lần này đến lần khác trong lòng không hiểu sao bắt đầu khó chịu chỉ là tưởng tượng của anh cũng không được chứng thực bởi vì cửa mở cô ở nhà anh nhìn cô cô nhìn anh bốn mắt nhìn nhau cô vẫn chưa nghiêng người tránh đường để anh vào nhà mà là nhìn anh nhưng không nói lời nào đôi mắt biểu đạt những gì cô muốn nói cô không cảm thấy anh nên xuất hiện ở đây anh thì giống như không đọc được sự khước từ trong mắt cô chẳng nhẽ không chào đón anh cô chầm mặc nhìn anh mấy giây rồi để anh tiến vào Lần này Giang Thanh Dịch không đánh giá căn nhà Lập tức đi đến trước máy nước uống Lấy chiếc cốc duy nhất Do cho mình nửa cốc nước ấm Vừa rồi anh dường như hít thuốc vào quá mạnh Lúc này cổ họng rất khô Anh vừa uống nước Vừa quét mắt qua chiếc cốc duy nhất Dường như mới bóc Chỗ này bình thường căn bản không có người đến nhỉ Anh uống nước xong Rốt cuộc cổ họng không khó chịu nữa Mà tôi lâm thì trầm mặc nhìn động tác của anh Không nói lời nào Cũng không ngăn cản Lúc này anh nhìn phía cô. Sao giờ này vẫn ở nhà? Có loại cảm giác đã biết rồi còn cố hỏi. Cô khẽ nhíu mày, nếu không thì sao? Cô nhìn anh rất cuộc khẳng định. Anh tới đây chỉ là muốn xác định xem có phải tôi lại đường cùng hay không đúng không? Cô cười thê lương, cũng không khác đường cùng là mấy. Lần này mẹ Giang Thanh Viễn không hề xuất hiện, trực tiếp muốn dùng hành động ép cô đi rời xa thành phố này cô cũng bắt đầu hoài nghi có phải vốn cô không nên trở về anh chẳng mặc mấy giây bởi vì không muốn nói dối hiện giờ định làm gì cô lắc đầu không nghĩ nhiều có thể qua ngày nào hay ngày nấy tiền thuê nhà cũng may bởi vì cô trả phí một năm một lần về phần khác cô còn chút tiền thừa có điều không nhiều lắm anh đi đến trước mặt cô vì sao không gọi điện cho anh sao cơ nếu là trước kia em gặp chuyện thế này Nhất định nói cho anh biết Cô bình tĩnh nhắc nhở Hiện tại đã không phải là trước kia nữa rồi Cả nửa ngày anh không lên tiếng Hồi lâu cuối cùng thở dài Vậy anh giúp em thu xếp công việc Không cần đâu Cô xoay người Bởi vì không muốn nghe anh nói tiếp Hiện giờ cô như vậy Có lẽ chỉ khiến anh cảm thấy cô thực đáng thương Tôi lâm em sợ cái gì chứ Không dám nhắc tới trước kia Không muốn nhìn anh Nghĩ rằng như vậy có thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì ư Mà kệ trước kia là thế nào Chúng ta lớn lên cùng nhau Anh cũng từng nhận được không ít thứ có ích từ em Hiện giờ giúp em không có suy nghĩ gì khác Nếu không thì em muốn thế nào Không chịu nổi nữa Lại hèn nhát rời đi Trốn tránh hết lần này tới lần khác à Tôi lâm Nơi này là gốc rễ của em Bạn bè em, người nhà em toàn bộ ở đây Ngay cả gốc rễ của mình Em không cần nữa ư Cả nửa ngày cô không động Bản thân cô không rõ vì sao mình phải trở về thành phố này Còn tìm cho mình cái cớ như vậy để trở về Thì ra là thế Nơi đây là gốc rễ của cô Cô mới có thể trở về thành phố này Lòng mới không giống đám bèo tấm trôi giạt Cuối cùng tôi lâm nghe lời Giang Thanh Dịch Làm công việc anh sắp xếp cho Công việc của cô rất đơn giản Chỉ chỉnh lý một vài tài liệu Ý của Giang Thanh Dịch Là cô vừa làm vừa để cô học nhân dịp này học thêm vài thứ hữu dụng. Hồi nửa ngày hôm sau Giang Thanh Dịch trực tiếp bảo cô chuyển nơi ở. Anh đã tìm được cho cô nhà rất tốt. Ngay từ đầu cô không đồng ý, nhưng khi Giang Thanh Dịch nhắc tới bác gái anh, cô chấp nhận. Bởi vậy mấy ngày nay cô luôn rất bận rộn. Tại Hiểu Ninh cử người đi nhưng không tìm được tin tức về Tô Lâm. Bà nhíu mày, cảm giác việc này không đơn giản. Nhưng khi nghe nói cô dọn đi, lại cảm thấy vậy là được. Dù sao cô ta cũng không thể liên lạc được với con trai của bà Tài Hiểu Ninh nghĩ đến con trai Mấy hôm nay nó đều hao tâm tổn trí vì chuyện lý chân chân Dường như muốn tìm ra phương pháp tốt nhất để con bé cởi bỏ khúc mắc. Con người sao? Tiếp xúc nhiều Tình cảm không nảy sinh được chắc Tài Hiểu Ninh vô cùng vừa ý cô con dâu lý chân chân Thông minh Hơn nữa có thể giúp đỡ cho con đường sự nghiệp Diện mạo rất không tồi Mấu chốt có thể bù lại những thứ con bà không có cho nên hôn sự này đương nhiên không thể xảy ra vấn đề. Còn về phần cô gái kia, dọn đi rồi ư? Cô ta thức thời thì tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt bà nữa. Chương 24: Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch. Hôm nay có một bạn học không biết tìm được từ đâu một bộ đề toán, bộ đề này rất khó vì thế cả ngày trời các bạn có thành tích toán tốt trong lớp nghiên cứu đề thi này có lẽ là cảm thấy có rất nhiều thành tựu mỗi lần giải được một đề đều như một lần mình thực hiện được giá trị mấy bạn học thảo luận không ngừng tuy rằng tôi hoàn toàn không thể hiểu được niềm vui trong đấy nằm ở đâu mà cuối cùng là một phụ đề kèm theo dựa theo sự khó của bộ đề có thể nghĩ ra được đề phụ này còn khó đến cỡ nào đề này họ không thảo luận ra được kết quả lại rất không cam lòng vì thế có người túy mở miệng cũng không biết cái bạn lớp năm đó có thể giải được không vì thế họ liền đi tìm liễu tư ngôn hy vọng liễu tư ngôn đi tìm chu thừa trạch giúp họ giải đề này liễu tư ngôn hơi thiếu tự nhiên ý cười trên mặt có chút ngượng ngùng và bất đắc dĩ không như nụ cười tỏa nắng bình thường của cô ấy trong nháy mắt này tôi đột nhiên đặt mình vào vị trí của liễu tư ngôn phát hiện nếu là bản thân mình e rằng tôi sẽ càng thêm thiếu tự nhiên và đỏ mặt tôi từng bất mãn với hành vi nào đó của cô ấy đến bây giờ mới phát hiện nếu là bản thân mình ngay cả như cô ấy tôi cũng không bằng bởi vì nếu tôi là cô ấy chỉ sợ hận không thể tuyên bố với toàn thế giới chu thừa trạch là của tôi mà cô ấy đã làm tốt lắm rồi sau khi ăn cơm trưa liễu tư ngôn vẫn cầm bộ đề đến lớp năm tôi nghĩ đến hình ảnh đó Mấy người bên lớp 5 có lẽ cũng sẽ cười nhạo họ nhỉ Liệu tư ngôn mau chóng trở về Bộ đề đó chu thừa trạch giải xong rất nhanh Còn viết rõ từng bước để tiện cho mọi người xem Có người cười Có quan hệ thông gia với bạn đó Lớp 5 thực là tốt Làm việc cũng tiện Liệu tư ngôn bị treo ngượng chín mặt Liệu tư ngôn còn nói ra mạch suy nghĩ Để giải đề của chu thừa trạch Nói đề này nếu dùng phương pháp toán học Rất khó giải nhiều bước hơn nữa dễ làm sai vì thế chu thừa trạch cũng dùng nguyên vật lý nào đó có thể giải ra rất nhanh dùng nguyên lý vật lý giải đề toán à tôi mới nghe lần đầu mà các bạn học đều mang dáng vẻ tiếp thu nói suy nghĩ của người thông minh đều không giống với chúng ta vào khoảnh khắc ấy tôi nhìn thấy nụ cười tự hào trên mặt liễu tư ngôn cô ấy tự hào vì chu thừa trạch tôi đột nhiên nhớ tới một ngày nào đấy, tôi nhìn thấy chu thừa trạch và liễu tư ngôn ngồi ở gần sân thể dục. khi đó mây ngũ sắc phiêu lãng trên bầu trời, họ cười nói, nụ cười trên mặt họ đẹp hơn cả mây ngũ sắc. tôi chưa bao giờ cảm thấy họ xứng đôi như khoảnh khắc ấy. đây là trích nhật ký của thẩm tây nguyệt. chương trình mà thẩm đại ngưng tham gia ghi hình có tỷ lệ xem trong nước rất cao. Hơn nữa đại đa số khán giả đều là người trẻ tuổi Vì thế những lời cô nói trở thành tâm điểm Những fan ủng hộ cô đương nhiên sùng bái cô Lời nói bằng mọi cách Cho rằng các cô gái sẽ tự coi mình thành công chúa Bạn chỉ có thể tự coi mình thành công chúa Mới có thể đối xử với bạn như công chúa Cũng có rất nhiều người kể lại quá khứ của mình Đại khái ý là tôi xem anh ta như vật báu Anh ta coi tôi như cây cỏ Khi tôi coi anh ta như cây cỏ Anh ta xem tôi như vật báu mà những người ghét thẩm đại ngưng thì châm biếm những lời cô nói hôn nhân vốn là kết quả của sự khoan dung lẫn nhau nỗ lực cùng nhau cụ đâu phải thiếu nữ mà cả ngày muốn người khác phải che chở bạn mà hôn nhân của thẩm đại ngưng thất bại liền trở thành bằng chứng chứng minh lời cô nói mất mặt biết bao phụ nữ vẫn ít học theo cô thì hơn nhất là những người không nhiều tiền không khuôn mặt xinh đẹp như cô mà khi thẩm đại ngưng tuyên truyền phim cũng có rất nhiều bài báo hỏi đến chuyện hôn nhân của cô, cô đều từ chối trả lời, cười nói nếu không thảo luận đến bộ phim thì sẽ bị đạo diễn mắng, khiến tất cả mọi người cười rộ lên. liên tục một tháng trời, thẩm đại ngưng cùng vài diễn viên đều tiến hành tuyên truyền ở các thành phố lớn, đương nhiên doanh thu phòng vé cũng rất khả quan. mỗi lần soi gương, thẩm đại ngưng đều cảm thấy mình gầy hơn thì phải. trợ lý của cô nói cô vẫn có vẻ đẹp chấn động lòng người. Cô mở di động phát hiện trên mạng có đánh giá nói, sau khi ly hôn, dường như cô trở nên đẹp hơn. Cô thực sự muốn trả lời lại một câu, không liên quan đến chuyện ly hôn, chỉ là cô mệt mà thôi. Cô trở lại thành phố Minh Giang vào cuối tuần, cô ngẫm nghĩ phần vân mãi, nên xem trở về ngủ hay đi thăm con gái. Rốt cuộc về cái ổ của mình đánh một giấc hay đi thăm mưa nhỏ đây? Thăm mưa nhỏ nhưng cô thực sự rất muốn đi ngủ Không thăm mưa nhỏ mà đi ngủ trước Nhưng đã rất lâu rồi cô không gặp mưa nhỏ Lần cuối cùng nhìn thấy là từ trong video Hai mẹ con lâu vậy không gặp nhau Ngộ nhớ tình cảm dần dần phai nhạt thì làm sao đây Hơn nữa con gái cô vất vả nuôi lớn Nếu bị người ta cho trở thành con gái nhà người khác Vậy hỏng bét Thế là cô đắn đo mãi Cuối cùng quyết định đến nhà họ Chu Hiện tại cô có thể tự do vào Chu gia chỉ là ông bố chồng cũ có vẻ không thích cô như cũ Còn thiếu mỗi nước trực tiếp viết lên mặt cô mấy lời cảnh báo bảo cô nhanh đi Thầm đại ngưng cũng không phải dạng vừa Cô biết người khác không thích cô Vì thế cô liền cố ý lượn lờ trước mặt chu ôn hòa Có thể nghĩ ra được vẻ mặt chu ôn hòa dễ co đến mức nào đây Hôm nay bạn nhỏ chu tiểu ngữ vẫn ở nhà Bởi vì trong nhà có người trông Họ không để mưa nhỏ đi học ở nhà trẻ Suy nghĩ của Thẩm Đại Ngưng cũng là như vậy, chờ Chu Tiểu Ngữ 4 tuổi hãng cho đi nhà trẻ, 5 tuổi rưỡi cho vào lớp 1. Lúc Thẩm Đại Ngưng đến, Chu Tiểu Ngữ vẫn đang chơi đùa với mấy món đồ chơi, chỉ là hôm nay cô nhóc chơi cùng Dương Khả Lam. Có lẽ là đã rất lâu rồi, lần này Chu Tiểu Ngữ nể tình bỏ đồ chơi xuống chạy về phía Thẩm Đại Ngưng. "Mẹ à." Thẩm Đại Ngưng ôm lấy mưa nhỏ, trong lòng có chút cảm động cảm thấy bao nhiêu đau đớn lúc sinh mưa nhỏ đều đáng giá. Con gái quả thật là chiếc áo bông nhỏ của mẹ dùng để làm ấm lòng. Thầm Đại Ngưng ôm con không bao lâu, cô thực sự buồn ngủ, có điều cũng không quên hỏi. Lúc không có mẹ, mưa nhỏ làm những gì? Mưa nhỏ không ngừng nói rất nhiều rất nhiều chuyện. Thầm Đại Ngưng cắt ngang. Thế bố con thì sao? Mang con ra ngoài làm những gì? Rồi cuộc trong những lời đáp liên tiếp của mưa nhỏ, Thẩm đã ngưng nắm được tin tức. Cô Liễu mua cho một chú gấu bông rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với những gấu bông của con. Đây thực sự là tin tức quan trọng. Chỉ là cô thực sự buồn ngủ quá, chạm vào giường có thể ngủ luôn. Hình như cô nên tức giận. Chú thừa trạch đó thực sự là tên khốn kiếp. Thừa dịp cô không ở đây, vội vàng tìm mẹ kế cho mưa nhỏ. Nhưng cô buồn ngủ. Cô quyết định chờ sau khi tỉnh dậy thì từ từ tức giận cũng được. Bây giờ phải đi ngủ cái đã. Mưa nhỏ à Chứ con tự chơi đi Mẹ đi ngủ một lát Cô đến phòng mưa nhỏ Trực tiếp nằm trên giường Nhắm mắt ngủ luôn Mưa nhỏ nhìn mẹ nghiêng đầu cười Ngắm nghĩa đủ rồi Cầm đồ chơi đến chơi ở cửa phòng Cô không bắt bà nội chơi cùng Mà bảo bà nội đi làm chuyện của bà Chủ thừa trạch trở về đã mấy giờ sau Lúc anh về mưa nhỏ đang ngồi trên sàn nhà Ngoài phòng cô nhóc Con nhóc cầm trên tay bức tranh ghép hình đây là thứ Chu Thừa Trạch mua khi đưa bé ra ngoài chơi lần trước. Khó hơn một chút so với bức tranh bé ghép trước đấy. Gần đây bé đều ghép mãi bức tranh này. Chu Thừa Trạch vừa thấy con gái ngồi dưới sàn. Trên sàn không có gì lót, nhất thời giận tái mặt. Đi qua sách mưa nhỏ lên. Chu Tiểu Ngữ à, bố nói không được ngồi. Chu Tiểu Ngữ nháy mắt, nghiêm trang làm động tác. Bố nhỏ giọng chút đi, mẹ đang ngủ, mẹ mệt lắm đấy. Chu Thừa Trạch thả con gái xuống, Thẩm đại ngưng ở đây ư Anh đương nhiên biết rõ thời gian này cô rất bận Không chỉ đi tuyên truyền phim Mà còn phải quay vài ba quảng cáo Không mệt mới là lạ Chú tiểu ngữ ngáp dài Cô không biết đường thu dọn đồ chơi Dù sao có bố ở đây Chú tiểu ngữ đi vào phòng Bé cũng muốn ngủ Vì thế chu thừa trạch đứng ở cửa Liền nhìn thấy mưa nhỏ đi đến bên giường Đầu tiên cởi dây buộc tóc Khi bé ngủ nhất định xóa tóc nếu không lúc ngủ cảm thấy không thoải mái Sau khi cởi dây buộc tóc Nhóc con đạp rơi dày đi đến bên giường Chui vào trong lòng thầm đãi ngưng ngủ thẳng Chú thừa trạch im lặng nhìn cảnh tượng kia Dường như một lớn một nhỏ ngủ cực kỳ ngon Không khí bữa cơm tối nhà họ Chu khá quỷ dị. Tất cả mọi người đều biết cảm xúc của Chu ôn hòa không tốt vì thế không ai mở miệng chỉ cúi đầu ăn. cũng phải nói trong lòng chu ôn hòa này thực không thoải mái, mà đầu sỏ còn đang say giấc nồng. ông không thể kéo người ta dậy mắng một trận, vì thế chỉ có thể nín nhịn như vậy. nếu là bình thường, lúc này chu tiểu ngữ đang cùng ăn cơm với họ. hôm nay thì hay rồi, người phụ nữ kia đến cũng dạy hư cháu gái ông. bình thường mưa nhỏ không ngủ vào giờ này, mà cho dù ngủ cũng sẽ không bỏ qua bữa tối. hơn nữa vừa rồi chu thừa trạch bảo đừng có đi gọi mưa nhỏ Đợi lát nữa mưa nhỏ dậy Lại bảo người giúp việc làm chút thức ăn là được Kỳ thực lời này của Chu Thừa Trạch nói Chỉ là lời nói thôi Tỷ lệ phát sinh khả năng quá nhỏ Trước kia buổi tối Chu Tiểu Ngữ cũng đói Tỉnh dậy muốn ăn thứ gì Kết quả thầm đại ngưng ôm Chu Tiểu Ngữ Nằm trên giường một ven Còn lẩm bẩm ngủ ngoan Ngủ thì sẽ không đói đó là người phụ nữ buổi tối, bản thân mình lười dậy ăn thứ gì, cũng không cho phép người khác dậy ăn, nếu cùng tranh luận với cô cô sẽ nói ra n khuyết điểm của việc ăn tối muộn nếu lúc không kiên nhẫn cô sẽ trực tiếp nói một câu không ăn một bữa cũng không chết người được ồn cái gì mà ồn ăn cơm xong chu thừa trạch lên phòng mưa nhỏ trên tầng hai tay anh đặt tại núm cửa anh ngẫm nghĩ không bật đèn mà lấy di động ra soi anh đi đến bên giường đôi mẹ con nằm trên giường đều đang ngủ say anh lấy tay kéo chăn lên đắp cho hai người rồi mới rời đi. Ngày hôm sau thật ra Thẩm Đại Ngưng tỉnh lại rất sớm, vì thế kịp bữa sáng của nhà họ Chu. Trước đây khi cô vẫn là thiếu phu nhân nhà này, đừng nói buổi sáng không ăn gì, cho dù ăn, xem thời gian cô tỉnh chắc chắn không cùng thời điểm ăn sáng với nhà họ Chu. Hơn nữa bình thường buổi sáng cô không thích ăn gì, nhưng nếu người làm không chuẩn bị phần của cô, cô sẽ cố tình muốn ăn. Làm người làm phải vội vàng đi nấu cho cô Nhưng nếu người làm chuẩn bị tốt phần của cô Hơn phân nửa là cô không ăn Được rồi Cô chính là người đáng ghét như vậy Bản thân cô cũng biết Nhưng cô không ý định sửa đổi Cô đi đến trước bàn ăn trực tiếp ngồi xuống Hôm nay là cháo thịt trứng muối Cô nhíu mày không thích Đổi đi cho tôi Người làm thấy vô cùng may mắn Vì bản thân đoán trước được Nhanh chóng bưng món cô thích lên Cô không thích ăn cháo mặn Càng không thích thứ gì hơi ngọt, hơi mặn Ví dụ như cháo, rồi bánh trung thu gì gì Khiến cô cảm thấy quái dị Người làm này vẫn như trước kia Bị thẩm đại ngưng tra tấn trong khoảng thời gian quá dài Rốt cục hiểu được sở thích của thẩm đại ngưng Địa bộ ra lệnh đó của cô Vẫn coi nơi này là nhà mình ư Chú ôn hòa xa sầm mặt Thật đúng là khách khí Thẩm đại ngưng cười Thì tôi là khách mà Đương nhiên phải là khách khí rồi chu ôn hòa tức nổ mắt lúc này chu thừa trạch mới đưa chu tiểu ngữ xuống tầng vừa dối mặc quần áo cho mưa nhỏ còn chải tóc nữa không khí trên bàn cơm quá dị hai cháu trai của chu ôn hòa đang cố gắng nhịn cười trên mặt dương khả lam cũng có ý cười nhạt chu thừa trạch nhìn đầu sỏ thầm đại ngưng chăm chú ngược lại quan rất ngon miệng có lẽ cô ngủ không tồi nhìn qua rất có tinh thần chu tiểu ngữ đi qua ngồi cạnh mẹ phát hiện đồ ăn của mẹ không giống đồ ăn của người khác. con muốn ăn cái này giống mẹ. người làm đánh múc thêm một bát. chú tiểu ngữ vừa ăn vừa gấp thức ăn cho mẹ nói mẹ gầy phải ăn nhiều một chút. chú thừa trạch ngồi xuống ăn nghe được lời con gái thì liếc mắt nhìn thẩm đại ngưng hình như thực sự gầy. anh còn chưa gặp được ai kiểu như cô càng gầy nhìn càng có vẻ nhỏ. lúc mới kết hôn mỗi lần nằm trên giường cô sẽ bảo anh phát biểu quan điểm cưới người có thể làm con gái anh được có phải cảm thấy kiếp trước anh đã cứu được cả ngân hà hay không còn có lúc ban đầu cô cảm thấy chu thừa trạch tuy em biết anh khó xử nhưng anh đã già vậy rồi cưới em thì lòng anh ấy náy và cảm thấy có lỗi với em nhưng em đã nhân đại lượng không chê anh đâu chu thừa trạch nhíu mày nhớ lại đột nhiên cảm thấy hương vị cháo này hơi lạ nếu không thì sẽ đâu cảm thấy mình ăn không vào sau khi ăn xong thẩm đại ngưng chơi cùng mưa nhỏ một người cháu của chu thừa trạch nói chuyện phím cùng anh đột nhiên hỏi anh sao lại ở bên thím đây có lẽ chính là một ẩn số trên thế giới này cho dù là fan của anh hay người nhà anh cũng không nghĩ thông được rõ ràng anh và thẩm đại ngưng không phải cùng thế giới mà anh cũng không phải kẻ háo sắc sao lại dính vào cùng thẩm đại ngưng thì dù sao có lúc mắt bị mờ mà anh nghĩ bản thân mình là thực sự mở mắt hay bị vẻ ngoài đó mê hoặc đây? Trường 25, Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch Hôm nay có người thổ lộ với tôi, đây cũng không phải lần đầu tiên. Tôi lại dùng tâm tình của lần đầu tiên để giải quyết chuyện này. Một chàng trai rất thuần khiết, khuôn mặt sáng lấp lánh, ánh mắt cũng đơn thuần, trên người khoác lên bộ đồng phục học sinh ngăn tôi lại trên đường khi tan học ngăn hồi lâu lại không nói gì dù rằng mặt đã đỏ cuối cùng ấp áp ống nói với mục đích của mình sau đấy báo tên báo lớp của bản thân khi cậu ấy nói ra tên của mình tôi rất ấn tượng bởi vì cậu ấy đã từng viết cho tôi mấy bức thư tình nếu là trước đây tôi sẽ xử lý chuyện này thế nào xoay người rời đi không cho đối phương hy vọng bởi vì tôi vẫn ghét nhất kiểu người dây dưa trong tình cảm Như là khi thấy một nữ sinh rõ ràng không thích đối phương Lại cố ý vướng mắc với đối phương Lấy điều này thể hiện mình hấp dẫn đến mức nào Nữ sinh như vậy nhất định không trở thành bạn của tôi Nhưng tôi chỉ bình tĩnh hòa nhã nói với cậu ấy Tạm thời tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương Tôi nghĩ những lời này có lẽ khiến người ta dễ tiếp nhận hơn Tôi không thích bạn một chút Cái trước là từ chối mọi người vì thế bị từ chối thì cũng hợp lý Còn cái sau chỉ vẹn vẹn không thích người này mà thôi Cậu ấy nhìn tôi sửng sốt vài giây Sau đấy hỏi Khi tôi muốn nói chuyện yêu đương Có thể ưu tiên cân nhắc cậu ấy hay không Tôi cười cười Đến lúc đấy thì nói sau đi Tôi phát hiện tôi đã không thở ơ được giống như trước Nếu là lúc trước Tôi sẽ không suy xét thứ khác Còn hiện giờ tôi lại suy nghĩ Nói vậy có thể khiến đối phương khó chịu hay không có lẽ là tôi hiểu được tư vị yêu thầm, vì thế lấy mình đo người. Theo đó đối xử với người ta cũng khoan dung hơn nhiều. Hôm nay tôi đi toilet mấy lần, có một lần tôi cố ý đi qua cửa lớp 5, nhìn trộm từ ngoài vào. Khi ấy Chu Thừa Trạch đang bị một bạn nữ bám lấy, hình như đang thảo luận đề tài nào đó. Tôi không nói ra được đó là cảm giác gì, chỉ là vẻ mặt cậu ấy nghiêm túc, rồi lại có thể không cho đối phương ảo tưởng gì, có chút cảm giác có khoảng cách tôi nhìn cậu ấy rất lâu hy vọng cậu ấy quay đầu nhìn thấy tôi rồi lại sợ hãi nếu cậu ấy thực sự làm vậy bản thân mình nên phản ứng thế nào trên đường trở về lớp tôi một mực nghĩ nếu cậu ấy và tôi học cùng một lớp tôi sẽ mượn vấn đề nào đó tiếp cận cậu ấy ư có lẽ là không đâu tôi vẫn chỉ yên lặng nhìn cậu ấy dù sao cậu ấy cũng là bạn trai người khác trên người dán cái nhãn của người khác Trên đây là trích nhật ký của thẩm Tây Nguyệt. Thẩm Đại Ngưng là người có da mặt dày. Hơn nữa, sau khi ăn no ngủ say, cô chẳng những không lập tức rời đi, mà vẫn cứ ở lại nhà họ Chu, vô cùng nhàn nhã thong dong chơi cùng Chu Tiểu Ngữ. Có mẹ chơi cùng, Chu Tiểu Ngữ không chơi trò ghép hình gì đó nữa, mà trốn trong sân bảo mẹ đi tìm. Sân rất lớn, còn có cây cối rất to, có thể hoàn toàn che mất người Chu tiểu ngữ trốn Thẩm đại ngưng liền chạy theo Đại ngộ này trước kia chu tiểu ngữ không được hưởng Bà nội không chạy được Hai anh ghét bỏ cô bé trẻ con Nên không chơi cùng bé Vẫn là mẹ thì là tốt hơn Cuối cùng thẩm đại ngưng bắt được mưa nhỏ Một lớn một nhỏ lăn qua lăn lại trên cỏ Chú thừa trẻ cao mày nhìn đôi mẹ con đó Điều thuốc trong tay bị anh quấn quanh ngón trỏ Sớm đã không dùng được nữa Cháu trai nhỏ của anh vẫn còn đứng bên cạnh anh Lúc này cũng nhìn sang bên ấy Chú Út à, thực sự ly hôn rồi ạ à? Trong giọng nói dường như có chút tiếc nuối Có thêm Út này ở đây Trong nhà có chút cảm giác thú vị Và có thêm vài phần sức sống Chú Thừa Trạch không lên tiếng Không có ý định chia sẻ chuyện riêng của mình với người khác Anh cháu thấy không nhận được câu trả lời của ông chú Tự thấy mất mặt rồi rời đi Mà thẩm đại ngưng bên kia Cùng chơi với con gái vui đến quên trời đất. Cô đột nhiên nhớ tới lời con gái nói hôm qua, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô cho con gái nằm bò lên người mình, định cùng tâm sự với con gái. Thế hôm qua, con nói có một cô mua gấu bông cho con à? Chú Tiểu Ngữ gật đầu, là cô Liễu ạ? Thế vậy vì sao người ta mua gấu cho con? Chú Tiểu Ngữ thực đúng là nghiêm túc suy nghĩ, uhm, bởi vì con đáng yêu. Thẩm Đại Ngưng nhịn không được vươn tay búng chán con gái Sao có thể tự luyến như vậy Tuy rằng quả thực đáng yêu Thế lúc cô đó mua gấu cho con Bố con đang làm gì Thì bố đứng nhìn Về mặt chu tiểu ngữ rất đương nhiên Có vẻ mặt thẩm đại ngưng có chút cổ quái Chú thừa trạch mang theo con gái cô Đi gặp mặt người phụ nữ khác Ai không biết tưởng đó là một nhà ba người Chỉ là cô lại từ chối Bỏ suy nghĩ của mình rất nhanh hai người già có thể sinh một đứa trẻ bé thế này ư có lẽ vẫn là có thể nhưng nhất định không sinh được đứa bé đáng yêu thế này mưa nhỏ đáng yêu như vậy là giống cô di chuyển tất cả đều là tinh hoa trên người cô cô bĩu môi chu thừa trạch thực đúng là không khách khí đã vội vàng tìm mẹ kế cho mưa nhỏ như vậy có điều cô cũng chẳng buồn cô xinh đẹp hơn nhiều so với bà cô kia chu thừa trạch đó không có mắt chứ không phải là cô có vấn đề cô bé mưa nhỏ đi qua liền nhìn thấy chu thừa trạch đang cầm di động nhìn gì đấy cô bước nhanh qua muốn nhìn lén chỉ nhìn thấy một chữ ngôn thì chu thừa trạch đã cất di động hơn nữa ánh mắt còn mang theo vẻ tìm tòi nhìn cô cô nhướng mày sợ tôi nhìn đây à làm chuyện gì xấu xa rồi chu thừa trạch không muốn đáp lại cô bởi vì có nói nữa với cô cũng là vô nghĩa hơn nữa họ hoàn toàn không thể trao đổi bình thường có điều thầm đại ngưng nhanh hơn anh động tác mỏi tay rồi anh bế mưa nhỏ đi chu thừa trạch trừng mắt nhìn cô cô giả bộ vô tội mưa nhỏ vô cùng thông minh vươn tay để bố bế vì sao vẻ mặt bố lại cổ quái thế nhỉ chu thừa trạch không cách nào từ chối con gái thế là đành vươn tay bế mưa nhỏ thầm đại ngưng lên tiếng đuổi kịp anh dáng vẻ cô biết cả anh cũng không cần phải ra vẻ nữa tôi biết vừa rồi anh đang nhắn tin với liễu tư ngôn chuyện này có gì không thể để người khác biết tuy anh cũng già cả nhưng pháp luật đâu quy định già cả không thể nói chuyện yêu đương anh không cần cảm thấy gánh nặng như thế có điều đàn ông mới ly hôn xong tìm mùa xuân thứ hai nhanh như anh xem như giác ngộ rất cao đấy thẩm đại ngưng giọng nói chu thừa trạch hơi nghiêm túc cô đang nói lảm nhảm cái gì thế à anh không cần thẹn thùng đều hiểu tất cả tôi đều hiểu chu thừa trạch nhìn phía cô Giữa hai người đâu chỉ là không thể trao đổi Quả thực chính là không ở cùng một hành tinh Chú tiểu ngữ vô cùng thông minh nghe bố mẹ nói chuyện Hơn nữa cũng duy trì thói quen tốt không nói chen vào Lúc này bố mẹ không nói chuyện Nhóc con mở miệng Bố mẹ à cái gì gọi là mùa xuân thứ hai ạ à? Thầm đại ngưng cười Mẹ con đọc y sách Bố con thì tương đối thông thái Con hỏi bố đi Bạn nhỏ chu tiểu ngữ nhìn bố mình Trong mắt tràn ngập về tò mò chu thừa trạch trừng mắt nhìn thẩm đại ngưng rồi bế con gái rời đi thẩm đại ngưng đứng tại chỗ một lát rồi đuổi theo anh thế này là đi đâu đấy được rồi chu thừa trạch vô cùng không muốn thừa nhận anh tức đến đổ mồ hôi đi nhầm hướng anh bế mưa nhỏ vòng lại sau khi về phòng anh tự mình pha sữa cho mưa nhỏ mưa nhỏ ôm bình sữa gắng sức hút mưa nhỏ thích vị này mỗi lần đều uống không ít Hạ Đại Ngưng nhìn động tác của anh, phát hiện anh thuần thục hơn cô, hơn nữa cô sợ phiền phức nhất, cô không làm mấy chuyện này. Cô chậm rãi đi đến bên cạnh Chu thừa Trạch. "Lần nữa anh định làm gì?" Chu thừa Trạch nhìn con gái không muốn đáp lại cô. Lúc này, anh thấy vô cùng may mắn vì hai người đã ly hôn. Con gái không cần phải chịu sự tàn phá của cô, nếu không mỗi ngày anh đều phải lo lắng con gái mình có phát triển bình thường không mất tôi biết một lát nữa anh định gặp liễu tư ngôn cô nói rồi thở dài tự hồ vì sự thông minh tài trí của mình cảm thấy bi thương sao có thể lập tức đoán chúng như vậy chứ chu thừa trạch vẫn không phản ứng gì liễu tư ngôn quả thực hẹn gặp anh chỉ là anh chưa trả lời hai người định đi đâu hay là ăn cơm trước rồi mới gặp định đến quán nào dáng vẻ cô tích cực như thế rốt cuộc khiến chu thừa trạch cảm thấy kỳ quái cô muốn làm gì thì đưa tôi đi cùng đi Chú thừa chạy cảm thấy nếu mình đang uống nước Có lẽ trực tiếp phun ra mất Vậy mà thẩm đại ngưng rất trịnh trọng Cô còn có thể nêu ra lý do vô cùng tốt Anh và Liễu Tư Ngôn có thể yêu đương lâu như vậy Hơn nữa rất có thể Liễu Tư Ngôn còn là mẹ kế con gái cô Cô phải đi tìm hiểu tâm lý của người phụ nữ đó Thì mới vững lòng được Phải xác định rốt cuộc người ta có ác độc hay không Dù sao hiện nay chuyện mẹ kế hành hạ con vợ trước của chồng cũng quá nhiều Cô phải suy nghĩ về mưa nhỏ Trước đi dò xét tình hình đã Chủ thừa trạch nhìn cô Người phụ nữ suy nghĩ kỳ quặc này Vậy mà có thể nói những lời khiến người ta cảm thấy Rất đạo lý Lại vô cùng ngụy biện Anh không định ra khỏi cửa Nhưng thẩm đại ngưng cứ cuốn lấy anh không tha Cái gì mà không cần ngại cô đâu Anh muốn ra ngoài gặp người ta thì cứ đi Thực sự không cần ngại Hơn nữa cô thực là muốn đi nhìn xem Bạn gái trước của anh rốt cuộc là thần thánh phương nào được rồi. Cuối cùng thế mà Chu thừa Trạch hồ đồ đồng ý với cô. Sau khi lên xe anh cảm thấy mình bị quỷ đâm trúng, nếu không tại sao đồng ý với yêu cầu kỳ dị đấy của cô? Anh đúng là điên rồi. Ý của Thẩm Đại Ngưng là ăn cơm tương đối tốt, có thể tiện quan sát người ta. Chu thừa Trạch hoàn toàn không muốn đánh giá hành vi của cô, nó hoàn toàn vượt qua nhận thức và giới hạn của anh. Mà sau khi Liễu Tư Ngôn nhìn thấy Chu thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng, vẻ mặt càng thêm đặc sắc thẩm đại ngưng đi đến bên cạnh liễu tư ngôn rất tự nhiên đừng hiểu lầm nhá tôi và anh ấy đã ly hôn hơn nữa không có ý định kết hôn lại chỉ là buồn chán nên ra ngoài dạo chơi thôi liễu tư ngôn nhìn về phía chu thừa trạch mà anh thì quay đầu không đối mặt với cô quen liễu tư ngôn nhiều năm đây là lần đầu tiên anh không dám nhìn cô như thế ngay cả năm ấy sau khi phát sinh chuyện đó với thẩm đại ngưng anh cũng không có loại cảm giác giống hiện giờ Thẩm Đại Ngưng bĩu môi Cô không tin à Yên tâm tôi và anh ta ở bên nhau Không giống người yêu Nói xem nào tôi đứng cạnh hai người Hẳn là giống con gái hai người thì đúng hơn Có thể nghĩ ra Sắc mặt liễu tư ngôn khó co đến cỡ nào Bữa cơm này đã định trước là tràn ngập vẻ quái dị Nhưng là dưới tình huống liễu tư ngôn và chu thừa trạch Đều không chủ động gọi món Còn thẩm đại ngưng chủ động gọi bản lớn thức ăn Không cần phải nói Tất cả là món cô thích về phần người khác muốn ăn gì tự đi mà gọi Chủ thừa trạch không nói chuyện Liễu tư ngôn thì vẫn giữ mãi cái luồng cảm giác không thoải mái Tạo cảm giác không thoải mái Không phải bởi vì thầm đại ngưng ở đây Mà là hành vi thẩm đại ngưng tự tại Điều này làm lòng cô khó chịu không nói nên lời Sao mặt chu thừa trạch và liễu tư ngôn đều không tốt Vậy mà thẩm đại ngưng lại ăn vô cùng ngon miệng Cho đến lúc quan lường dạ Đột nhiên cô có chút lương tâm phát hiện gì đấy Cô nhìn Liễu Tư Ngôn Không hợp khẩu vị à Sao không ăn Liễu Tư Ngôn gượng gạo nở nụ cười Đang cầm đũa Tuy thầm đã ngưng thích ăn Nhưng luôn ăn rất ít Không phải để giảm béo Mà là cô ăn một chút như vậy Thì bụng đã không chống đỡ nổi Cô nhìn Liễu Tư Ngôn chẳng chút kiêng rè Mắt nhìn thẳng Hơn nữa chẳng che giấu gì Tuy rằng Liễu Tư Ngôn đã 40 Nhưng chăm sóc cũng không tồi dù đã không còn cảm giác của một cô gái Trên người có mùi vị của phụ nữ trưởng thành Nhưng đây cũng là một kiểu hấp dẫn trí mạng Hơn nữa qua bề ngoài của Liễu Tư Ngôn Cũng có thể tưởng tượng được Thời con gái người ta cũng là kiểu cô gái khá xinh đẹp Ánh mắt cô thẳng đến mức khiến người ta không thể phớt lờ Liễu Tư Ngôn quan sát cô mấy lần Cô cũng không có ý thu mắt về Một bữa cơm Ngô không ra ngô, khoai không ra khoai Rốt cuộc xong, ra khỏi quán cơm thẩm đại ngưng xoa xoa bụng bộ mình bụng tròn vo cô nhìn phía chu thừa trạch anh không tiễn người ta đấy à à tôi biết rồi không tiện đường chu thừa trạch liếc mắt nhìn cô cô nói vậy người khác có thể nói thế nào được nữa liễu tư ngôn cười nhưng không nhìn về phía thẩm đại ngưng em còn có chút chuyện khác cần xử lý không đi cùng hai người được nữa đây có tính là một kiểu coi khinh không thẩm đại ngưng nhíu mày Thế vậy chúng ta mau về thôi Không chừng mưa nhỏ nhớ tôi Lúc nhóc con đó nhớ tôi Nó giận dỗi đấy Để khi lên xe Thầm đại ngưng nhìn bóng dáng kia từ gương chiếu hậu Liệu tư ngôn đứng tại chỗ chưa rời Cô không nhìn thấy vẻ mặt cụ thể Lại biết lúc này liệu tư ngôn đang rất khó chịu Cô đổi động tác tay Liệu tư ngôn cô đang khó chịu ư Nhưng tôi thì rất vui vẻ đấy